Rồi, xin chào các bạn. Đây là một số phụ kiện để mà trang trí trong mùa Noel 2020 này. Đây là chậu hộp, chậu 60-24 cái trên hộp, màu xanh, màu vàng, màu tím, rất là nhiều loại, nhiều màu sắc. Còn đây nữa này, chậu này là 65.000 ba cái, màu trắng, màu xanh, màu vàng, màu đỏ và vẻ chậu nhỏ. Đây là vẻ chậu màu đỏ. Hộp này đã gồm có 6 cái, 54.000.